Kính thưa các bạn, hiện nay trên cộng đồng mạng có một YouTuber chống cộng thuộc tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đã tuyên truyền rằng là Đức Quỳnh giáo chủ Quỳnh Phủ Sổ bị Việt Minh giết, bầm thịt ra làm bánh bao cho là các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ăn. Cộng sản ác với dân, hèn với giặc ác với dân, đại khái cái ý cái video nó là vậy. Thì xem cái video đó, tôi cũng không có định bình luận, nhưng mà tôi thấy cũng nó hơi kỳ kỳ. Cái tánh mình là thấy cái chuyện mà nó hơi lạ lạ thì cũng nói biết sao giờ. Thì nói này các bạn mà Phật giáo Hòa Hảo thì tôi xin lỗi trước, tôi nói sự thật. Thì các bạn suy nghĩ thế nào thì tùy các bạn. Thấy không? Thì thưa các bạn vậy, giáo chủ Quỳnh Phủ Sổ là sinh năm 1920, đó là tuổi mẹo. Thì lúc nhỏ thì ông cũng học tới cái bằng thành chung đó. Thành chung là bằng lớp 9 của mình bây giờ đó các bạn. Thì ông xuất thân là một cái gia đình, ông cả trong làng, gia đình là trung lưu, nên ông được đi ăn học. Nhưng mà lúc bé thì ông hay bệnh đau yếu lắm. Sau đó là ông đi núi Tà Lơn. Núi Tà Lơn là ở bên Campuchia các bạn. Người Campuchia gọi là O Kho. Người Việt Nam mình gọi Tà Lơn. Thường thường cái nơi đó là những người đi tu hành là thích đi. Đi qua đó thì không khí nó cũng mát mẻ gì, tu luyện gì đó. Thì sau một thời gian đi thì đến năm 19 tuổi ông quay về, tức là ông đi năm 15, 16 tuổi rồi đó. Tới năm 19 tuổi ông quay về. Ông quay về quê. Thì ông đi trị bệnh. Đi trị bệnh rồi giảng cái đạo. Ông lập cái đạo Phật giáo Hòa Hảo á. Cái nền tảng đó là đạo Phật. Nền tảng của ông là đạo Phật, kèm theo một số lời sấm, lời kệ. Đọc nghe rất là dần êm tai, tức là ông làm thường là làm thơ lục bát. Thì như vậy là khi ông đi trị bệnh mà ông truyền đạo như vậy thì trong vòng có ra quá 2 năm, tín đồ của ông rất là đông luôn, từ là Xe Đét, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, là tới là Rạch Giá, Kiên Giang. Cái lực lượng tín đồ của ông rất là đông. Dân hồi đó, dân miền Nam mình thời đó là không biết bao nhiêu, nhưng mà tín đồ của ông khoảng 2 triệu. Dân, mà tôi nghĩ những năm 40 đó, dân miền Nam mình chắc có khoảng chừng 10, mười mấy triệu thôi. Bị tới năm... tới năm 75 mà dân miền Nam mình mới có 20 triệu. Thì tôi nghĩ cái thời kỳ đó khoảng mười mấy triệu dân, mà ông có 2 triệu tín đồ. Lượng lượng rất là hùng hậu. Quân đội được tổ chức cấp sư đoàn luôn mà. Thì như vậy Pháp nó thấy cái ảnh hưởng của ông quá lớn đi, nó bắt ông. Pháp thấy cái ảnh hưởng ông lớn quá, nó bắt ông. Bắt ông giờ di chuyển nhà tù liên tục. Để đến khi mà trên cái đường mà chuyển qua Ai Lao, tức là Lào á, thì tín đồ mới là giải cứu cho ông được. Thì lúc đó ông chưa tham gia chính trị. Đến cách mạng tháng 8 năm 1945 thì ông được Trần Văn Dào, tức là chủ tịch
chủ tịch ủy ban kháng chiến lâm thời Nam Bộ đó mời vào làm thành viên cái hội đồng đó. Như vậy thì sau đó mà bắt đầu là Pháp nó quay ra, nó tức là chính quyền của Trần Giao là được có một tháng à. Sau đó Pháp nó đàn áp trở lại thì đa số cái lực lượng của Quỳnh Vũ Sổ này là theo Pháp. Đa số lực lượng này theo Pháp. Riêng có chỉ ông Ba Cục là Lê Quang Vinh đó, Ba Cục là chống Pháp thôi. Mà lực lượng chống cũng đông, bị lực lượng cũng nhiều. Là lực lượng của ông thời kỳ đó là có bốn người có tên tuổi mà nắm quân đội của Hòa Hảo đó. Là ông Trần Văn Sói, tức là Năm Lửa, ông Lâm Đình Nguyên là ông Hoan Ngoán, và ông là Nguyễn Giác Ngộ. Ông thứ tư là Lê Quang Vinh, tức là Ba Cục. Riêng Ba Cục thì chống Pháp. Ba Cục là chống Pháp và chống cả Việt Minh. Thời kỳ đó, nó nói như vậy đó mà. Thì cái chết của giáo chủ Quỳnh Vũ Sổ là không có được chứng minh. Tài liệu của Pháp, phòng nhì Pháp đó các bạn, là nó nói là bị Việt Minh giết. Rồi từ đó là cái giáo phái Hòa Hảo, tất cả cái lực lượng giáo phái Hòa Hảo là quay qua chống Việt Minh là ghê gớm lắm. Chống rất là dữ. Là những người liên quan đến Việt Minh là bị Hòa Hảo đánh. Tôi gọi là hồi đó gọi là chạy giặc Hòa Hảo. Gia đình tôi cũng là nạn nhân chạy giặc Hòa Hảo. Cái gốc gác tôi là người ở Cái Dồn. Huyện Bình Minh đó các bạn. Xã Mỹ Thuận, xã chung với ông Trần Văn Sói. Thì hồi đó là khi mà chống Việt Minh như vậy á, là gia đình tôi chỉ có ông cậu ba. Ông cậu ba tôi là bằng tuổi với Đức Quỳnh và với ông Quỳnh Phú Sổ. Sinh 1920, cậu ba tôi cũng sinh 1920, tuổi Mẹo. Thì cậu ba tôi cũng học tương đương với Quỳnh Phú Sổ. Thì nhưng mà cậu ba tôi theo cái nghề thuốc, học chữ Hán, chữ Tây, nhưng mà theo cái nghề thuốc bắc. Cậu ba tôi chỉ là dạy nghề giỏ với là hút thuốc nam, thuốc bắc. Thuốc nam lẫn thuốc bắc luôn. Nhưng mà vẫn bị là Hòa Hảo đánh. Là gia đình bên mẹ tôi là bị, lúc đó còn có ông ngoại với cậu ba với mẹ tôi thôi. Tôi có má hai, tức là lớn nữa mà có chồng thì ở xứ khác. Gia đình còn có ba người là phải ban đêm băng ruộng bỏ chạy các bạn. Mà chạy được là nhờ là cậu ba tôi có mấy người đệ tử đó, mà ông dạy võ đó, cho ông hay là mấy người đó đạo Hòa Hảo. Ngày xưa khi mà Hòa Hảo mà nhiều người gia nhập như vậy đó, thì ông ngoại tôi đó có, ông cũng tính gia nhập. Nên khi mà Quỳnh Phú Sổ mà về ở thị trấn Cái Dồn, tức là huyện thị xã Bình Minh bây giờ đó, là Thiền Đạo đó. Thì ông ngoại tôi là kêu cậu ba tôi với mẹ tôi là bơi xuồng, đưa ngoại tôi đi ra nghe giảng. Thì Quỳnh Phú Sổ là có tài ăn nói. Có tài ăn nói, là nói rất là thuyết phục và nói dễ đi vào lòng người. Nên người mà nói rất là bình dân nữa. Mà các bạn biết rồi thì thời kỳ đó dân số của mình là
95% mù chữ mà. Ông già tôi, ba tôi lớn hơn cậu ba tôi tuổi, tức là lớn hơn mình của sổ tuổi, còn không biết chữ. Các bạn thì như vậy á, thì ông ngoại tôi đó cũng không biết chữ luôn. Thì đi nghe, đi 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 ra nghe, thì sau khi mà giảng đạo xong rồi đó, Bình Phú Sổ mới cho cái vệ sĩ á, các bạn, là sử dụng cây súng carbine, cây súng carbine M1, đó là cây súng carbine, đó là băng đạn nó 20 viên. À, là mà bắn M1 tức là bắn một viên, carbine nó có hai loại, M12 thì bắn được la fan, tức là M12 là chế ra đời sau này á, thì cái lò xo nó nhảy, nó chế tạo là bắn được liên tục. À, nhưng mà cái M1 á, thì nó nhiều đạn nhưng mà bắn nhảy từng viên, nó bắn nhảy từng viên từng viên từng viên một, nó bắn không có được la fan, đại khái là như vậy. Thì trong một cái băng đạn đó, đó là 20 viên, cái vệ sĩ của Quỳnh Phú Sổ mới là bấm cái băng đạn ra, gỡ từng viên viên cho nó khỏi cái lò xo băng đạn đó các bạn, rồi đưa cho dân coi, đưa dân coi kiểm tra đồ này nọ, xong rồi dân chọn 3 viên, à, còn 17 viên kia thì để trong dân á. Vậy là dân đang cầm cầm vậy thì lấy 3 viên, lấy 3 viên mới đút vô cái băng đạn, đút vô băng đạn á, thì bắn cái mà đưa vô bàn tang của Quỳnh Phổ Sổ là bắn bóp cò, thì bắn viên đầu không nổ, thì về nguyên tắc là nó giống như là bị kẹt đạn hay bắn không nổ thì phải kéo, thì gọi là kéo kéo cái gì đó, cái cho văng viên đạn ra đó bà, cái bắn viên thứ hai cũng vậy, nó không nổ kéo văng ra ngoài đó. Rồi, bắn viên thứ ba nữa kéo không nổ cũng văng ra ngoài, thì như vậy là Quỳnh Phú Sổ nói là mình là người ở được ở trên đưa về để truyền đạo để cho dân sống là tốt, thành ra dân chúng theo rất là nhiều. Đó, thì đó với cái chiêu thức mà truyền đạo kiểu đó, đó. Thì trên đường về cậu ba tôi mới phân tích cho ông ngoại với mẹ tôi biết là đạn bắn mà Quỳnh Phú Sổ không nổ là do mài cái kim quả, tức là viên đạn nó có cái nút li ti đó các bạn, cái nút li ti là cái nút nhỏ trong cái vòng li ti đó, có cái kim cái cò nó mổ vào cái kim quả, thì lúc đó là người ta mài cái kim quả đi để cho khi mà bóp cò kim quả không có đụng đến cái đít li ti được, thành ra nó không có nổ. Đạn thật hết, cây súng cũng thật, tất cả đều thật, nhưng mà chỉ có kim quả là bị mài đi, khi bóp cò nó gõ không tới, cái tâm của cái viên đạn là chỗ cái đít li ti đó. Cái hộp nổ nằm ngay chỗ đó, nó không gõ tới, thành ra cái trong có vòng có 1 năm mấy 2 năm thôi mà cái người ta theo đạo Hảo ghê gớm lắm. À, thì như vậy thì khi mà ông thoát được về thì đến đến ngày 23 tháng 8 năm 1945 thì ở Sài Gòn á, là Việt Minh á, là do Trần Văn Dầu là khởi nghĩa là nắm giành chính quyền đó các bạn, thì lúc này á, thì ông Quỳnh Phú Sổ ở Cần Thơ là cũng biểu tình cũng biểu dương lực lượng là này nọ,
Thì khi đó là Trần Dào có mời ông vô là cái thành viên trong cái ủy ban kháng chiến Nam Bộ, ủy ban hành chánh kháng chiến Nam Bộ. À, nhưng mà sau khi Pháp nó đàn áp trở lại, Pháp nó đàn áp trở lại với sự hỗ trợ quân Anh và số tù binh Nhật Bản, thì lực lượng Việt Minh lúc đó mỏng nữa. Lực lượng kháng chiến nó mỏng, ngay thì rút ra bưng biển, rút về vùng sâu vùng xa. Mà tôi đã có trình bày với bạn cái video trước rồi. Thì như vậy là khi mà Pháp nó đánh lại, nó phản công lại Việt Minh, nó đẩy Việt Minh vô vùng sâu vùng xa, thì Bác Hồ phân công ông Trung tướng Nguyễn Bình vào làm tổng chỉ huy lực lượng miền Nam để mà củng cố cái lực lượng kháng chiến trong Nam. Thì khi ông Nguyễn Bình vào, thì ông Nguyễn Bình là một tướng giỏi, làm được nhiều việc, đoàn kết các lực lượng chống, đoàn kết được một số lực lượng chống Pháp, riêng là giáo phái Cao Đài Hòa Hảo, thì hầu như là không không có cùng chung tiếng nói. Nhưng mà cái được con cái là Hòa Hảo cũng có người theo Việt Minh, chứ không phải là theo Hòa Hảo hết. Thì như vậy là khi mà Nguyễn Bình vào thì Nguyễn Bình là có là gửi cái thư mời là Đức Bình Phủ Sổ là ra Bến Cát Bình Dương để mà thảo luận, để mà thương thảo với nhau và để mà hợp nhất lực lượng lại là đánh Pháp. Thì trên đường đi á, đi tới là cái huyện Tân Phú của Đồng Tháp 10 bây giờ các bạn, thì ông và đoàn tùy tùng của ông ta là mất tích. Mà mình nghĩ hồi đó là đi với một chiếc ghe chắc cũng trọng trọng, chắc cũng khoảng 5-7 người gì đó đi theo thôi. Bây giờ xưa có những cái ghe bầu của các bạn là chở lưu của Bình Dương á, vào bán trong Nam. Thì cũng theo những cái tuyến đường đó thì ông Bình Phú Sổ này cũng đi ra, tôi nghĩ đi chiếc ghe cũng trọng trọng, thì chắc là cũng 5-7 người vậy theo để mà đi theo ổng, bảo về cho ổng. Thì như vậy là mất tích hết trơn các bạn, không biết là chết ở khúc nào ở đâu, bị thời đó nó giặc giã nó vậy mà không biết chết nào. Thì phòng nhì Pháp nó loan tin cho mấy ông Hòa Hảo là bị Việt Minh chết, bị Việt Minh giết. À, là mà trực tiếp là tướng Nguyễn Bình giết. Thì thưa các bạn là nó có nhiều cái vấn đề nó như vậy á. Thành ra bây giờ phân tích lại cái vị trí đó, bây giờ giờ phân tích đó, rồi các bạn biết rồi á, Nguyễn Bình đó, làm được một số việc nhiều lắm, mà cái người là cái người mà sáng lập ra cái Hoạt Động Thành, tức là tiền thân của Biệt Động Sài Gòn các bạn. Ở các tỉnh thì ở Sài Gòn gọi là Biệt Động Sài Gòn, ở các tỉnh thì có cái ban ban Hoạt Động Thành làm những nhiệm vụ như là Biệt Động Sài Gòn vậy đó. Đó là tiền tiền thân của Biệt Động Thành mà do tướng Nguyễn Bình lập ra khắp cả miền Nam. Đó. Thì như vậy là đến ngày 31 tháng 12 năm 1951, Bác Hồ gọi tướng Nguyễn Bình về Bắc, rồi nhận nhiệm vụ mới. À, một tướng tài năng đang ở trong Nam vậy mà gọi về để nhận nhiệm vụ mới.
thì tôi bắt sử sách thì không có ghi, nhưng mình suy luận rằng đang chuẩn bị, mình hy vọng rằng với tài năng của Nguyễn Bình như vậy thì Bác Hồ muốn là Nguyễn Bình về giúp sức cho cái Trần Điện Biên Phủ. À, này tôi nghĩ thôi nha các bạn. Thì như vậy là trên đường về á, là đi qua đường Campuchia bị Pháp nó phục kích, nó giết chết. À, bị Pháp phục kích nó giết chết đi. À, thì bây giờ mới quay lại cái sự kiện, quay lại sự kiện tại sao Pháp biết, Pháp cho hòa giáo phái Hòa Hảo hay là Việt Minh giết Đức Huỳnh Phủ Sổ, tại sao mà Pháp phục kích được tướng Nguyễn Bình, tư lệnh chỉ huy miền Nam mà bị giết là đâu phải dễ các bạn. Thấy không? Khi Nguyễn Bình chết là Trần Văn Trà lên thay các bạn. Chết một cái tư lệnh miền là đâu 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 miền Nam đâu phải dễ, một tư lệnh quân đội miền Nam đâu phải dễ. Thì tôi cũng suy đoán nữa. Tức là trong trong hàng ngũ của tướng Bình, tướng Nguyễn Bình có hàng ngũ thân cận á, là có người làm việc gian cho Pháp. Tôi đoán vậy thôi. Đấy. Tức là nó tin phòng nhì Pháp nó tung tin là Phật giáo chủ Huỳnh Phủ Sổ do tướng Nguyễn Bình giết. Thì vài năm sau thì tướng Nguyễn Bình đi về Bắc thì bị nó giết lại, bị Pháp nó giết tiếp. À, cái đó là một cái suy nghĩ của tôi. À, bây giờ nói về cái vai trò của tướng Bình. Tướng Bình nhận nhiệm vụ Bác Hồ vô là thống nhất các lực lượng vũ trang miền Nam để đánh Pháp. Nguyễn Bình gửi thơ mời đến Huỳnh Phủ Sổ. À, thì tôi nghĩ là Huỳnh Phủ Sổ cũng là người yêu nước, cũng muốn tham dự thảo luận với Nguyễn Bình một hình thức nào đó để mà đánh Pháp. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng rất tiếc mà khi mà Huỳnh Phủ Sổ bị giết thì lực lượng Hòa Hảo lại quay súng lại là tấn công Việt Minh. Tôi nghĩ với tài trí của Nguyễn Bình không bao giờ mà thủ tiêu, à, thủ tiêu Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Huỳnh giáo chủ như mà tài liệu Pháp và các tín đồ Hòa Hảo nói đâu. À, cái lực lượng Việt Minh đang rất yếu, rất mỏng, cần người đánh Pháp. À, mà tại nha, mà đưa ra một cái dự đoán rằng là Việt Minh giết tướng Nguyễn Bình giết, tôi nghĩ đó là nó không có căn cứ khoa học, không có logic. Còn còn cái giáo phái là Cao Đài cũng là một lực lượng mạnh của Phạm Công Tắc đó. À, tôi nghĩ là tướng Nguyễn Bình cũng có gửi thư mời Nguyễn Công Tắc, chúng ta phải hiểu như vậy, chắc là Nguyễn Công Tắc không đi thôi. Đó là hai lực lượng là quân đội mạnh ở miền Nam lúc đó mà. Thì chuyện giữa Nguyễn Công Tắc và Nguyễn Bình thì không có, lịch sử không có ghi, nhưng mà tôi nghĩ nếu nếu tôi làm tướng như Nguyễn Bình, tôi sẽ mời ông Phạm Công Tắc, mời luôn ông là Huỳnh Phú Sổ này, chứ không khi nào mà mời hai cái lực lượng mạnh mà mời có một lực lượng một. Đó, đó là cái suy luận của tôi các bạn. Đó. Thành ra mà cái thuyết mưu mà đưa nghĩ rằng là Nguyễn Bình giết Đức Huỳnh Phủ Sổ là nó không có đúng theo tôi nghĩ nha các bạn. Cái thứ hai nữa là trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lo một cái tin rằng
bánh bao thịt người. Tức là Diễn Minh giết là Quỳnh Phú Sổ xong rồi với nhóm vệ sĩ đó. Rồi mới là bầm thịt ra làm bánh bao cho dân Bảo ăn. Một tin đó là lan truyền mà thời đó là cậu cậu ba với mẹ tôi là có nói lại cho tôi nghe. Tin nó có thật. Đồn đồn ở cả mấy cái tỉnh miền Tây mình hết luôn. Thành ra Hòa Hảo nó thù Việt Minh đó. À, nó mới sinh ra chuyện là xích mích như vậy đó. Thì không thể là hòa hợp được. Trong khi đó Nguyễn Bình là thống nhất nhiều lực lượng lắm. Riêng cái cao đài Hòa Hảo là không làm được. Thì như các bạn biết như vậy á, thì tôi chỉ đưa ra một suy đoán vậy thôi. Đó. Chứ còn bây giờ mà nói chính xác rồi tài liệu này nọ thì không có. Nhưng mà cái đài chống cộng cực đoan, một cái YouTuber chống cực đoan tín đồ Hòa Hảo thì đang khơi dậy lại cái chuyện đó. Và trong video đó anh ta là yêu cầu là ai mà xem nó gửi cho mọi người cùng xem, chia sẻ với những tín đồ Hòa Hảo. Thì hôm nay tôi nói thì các bạn nào mà nằm trong cái đạo Hòa Hảo thì các bạn nên suy nghĩ. À, tôi nói cái thời đó dân của mình đó, là dốt, tức là không biết chữ đó các bạn, nhiều lắm. À, mà bác biết các bạn biết rồi, năm 45 mà Bác Hồ ở ngoài Bắc mà là phải học xóa mù chữ mà. Đó, thì dân mình đó là không biết chữ nhiều lắm. Nên dễ bị là những cái này cái người mà có mưu đồ chính trị là người ta gạt. Chứ cái tư tưởng của Phật giáo Hòa Hảo là tốt. Học Phật mà tu nhân mà cái tư tưởng của là tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà sản sinh ra là có cái giặc Hòa Hảo đó thì là do là cái sự tuyên truyền là Việt Minh giết. Hay tôi đưa ra số nhận định vậy, các bạn xem rồi các bạn tự suy nghĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của mình xin hết.